công bố kế hoạch lập liên minh đưa huấn luyện viên quân sự đến Ukraine. Rộ tin NATO sắp hủy bỏ kế hoạch viện trợ quân sự đầy tham vọng cho Ukraine. Ủy ban châu Âu bật đèn xanh cho phép Ukraine và Moldova đàm phán gia nhập EU. Tổng thống Putin tự hào về nền kinh tế Nga. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Ngày 7 tháng 6, tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố kế hoạch lập một liên minh đáp ứng đề nghị của Ukraine về việc huấn luyện quân trên đất Ukraine. Ông nói, chúng tôi quyết định thành lập một liên minh và một số đối tác của chúng tôi đã đồng ý. Chúng tôi biết rằng mình sẽ không đơn độc và chúng tôi sẽ sử dụng vài ngày tới để xây dựng liên minh rộng rãi nhất có thể để đáp ứng yêu cầu của Ukraine. Theo Tổng thống Macron, ngoài Pháp, 5 quốc gia khác đã đồng ý gửi huấn luyện viên quân sự đến Ukraine. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa rõ 5 quốc gia này là những quốc gia nào. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby khẳng định Mỹ sẽ không đưa huấn luyện viên quân sự đến Ukraine, song đánh giá cao sự ủng hộ của Pháp dành cho Kiev. Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh, đề nghị của Kiev về việc phương Tây gửi huấn luyện viên quân sự đến hỗ trợ là hoàn toàn chính đáng. Ông Macron nói, việc tiến hành huấn luyện trên lãnh thổ Ukraine sẽ hiệu quả hơn nhiều. Đây là một yêu cầu chính đáng. Huấn luyện binh sĩ Ukraine trên đất Ukraine có phải một sự leo thang hay không? Không, chúng tôi không nói đến việc triển khai quân đội châu Âu ở tiền tuyến. Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh, chúng tôi không có chiến tranh với Nga và chúng tôi không muốn leo thang, nhưng chúng tôi muốn làm mọi thứ có thể để hỗ trợ Ukraine trong cuộc đấu tranh hiện nay. Vì vậy, khi Ukraine yêu cầu chúng tôi huấn luyện quân đội huy động trên lãnh thổ chủ quyền của mình, đây không phải sự leo thang. Trước đó, ngày 6 tháng 6, trả lời phỏng vấn truyền thông, ông cho biết Pháp có kế hoạch huấn luyện và trang bị vũ khí cho khoảng 4.500 lính Ukraine. Ông tiết lộ Pháp sẽ cung cấp các máy bay chiến đấu Mirage 2005 cho Ukraine và hỗ trợ huấn luyện cho phi công của nước này. Tổng thống Macron cũng xác nhận ông sẽ dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức vào giữa tháng này. Pháp là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng hồi tháng 2 năm 2022. Ban đầu, chính quyền Tổng thống Macron duy trì cách tiếp cận tương đối thận trọng đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine do lo ngại căng thẳng leo thang. Tuy nhiên gần đây, cách tiếp cận này có xu hướng nới lỏng hơn. Hồi đầu năm nay, ông Macron tuyên bố Pháp không loại trừ khả năng đưa quân đến hỗ trợ nếu Ukraine vỡ phòng tuyến và đề nghị giúp đỡ. Mới đây, ông cũng kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công những mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Đến nay, hơn 10 quốc gia, trong đó có Mỹ, đã đồng ý cho Kiev tập kích vào đất Nga, dù vẫn có những điều khoản hạn chế nhất định. Tờ Bloomberg mới đây đưa tin, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg sắp hủy bỏ kế hoạch thành lập quỹ viện trợ quân sự 5 năm cho Ukraine, sau khi vấp phải sự phản đối từ những thành viên trong liên minh. Trước đó, ông Stoltenberg đã đưa ra kế hoạch viện trợ cho Ukraine với các khoản đóng góp tổng cộng 100 tỷ đô la Mỹ của các đồng minh trong 5 năm. Nhưng các nước đồng minh đặt câu hỏi về khả năng tồn tại của kế hoạch này trong bối cảnh miễn cưỡng cam kết cấp quỹ mới và lo ngại về việc gây hiểu lầm cho Ukraine. Theo đề xuất mới, có thể nhận được sự ủng hộ từ các bộ trưởng quốc phòng NATO khi họ họp tại Bruxelles, Bỉ vào tuần tới. Các đồng minh sẽ cam kết chi tổng cộng ít nhất 40 tỷ euro, tương đương 43 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho viện trợ sát thương cho Ukraine. Còn số đó sẽ phù hợp với mức đóng góp trung bình hàng năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022. NATO sẽ xác định mục tiêu quyên góp của mỗi quốc gia dựa trên tỷ lệ phần trăm GDP của họ và sau đó có thể công bố tổng số trong báo cáo thường niên. Các nguồn tin cho biết thêm đề xuất mới là nhằm mang lại sự minh bạch hơn về những gì các đồng minh hỗ trợ Ukraine, đồng thời gây áp lực nhẹ với bất kỳ thành viên nào không thực hiện các cam kết của họ. Mỹ sẽ chiếm khoảng một nửa số tiền viện trợ, còn 31 thành viên khác của NATO sẽ cung cấp phần còn lại. NATO hy vọng kế hoạch viện trợ mới sẽ mang lại cho Kiev khả năng dự đoán tốt hơn về mức độ hỗ trợ trong những năm tới. Các đồng minh đã lo ngại sau khi Quốc hội Mỹ chờ đợi nhiều tháng mới thông qua một đợt viện trợ mới và cũng lo ngại về việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tái đắc cử vào tháng 11 tới sẽ có ảnh hưởng như thế nào về nguồn tài trợ dành cho Ukraine. Sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO ở thủ đô Prague của Cộng hòa Séc, ông Stoltenberg phát biểu: "Cho đến nay chúng tôi đã chi khoảng 40 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, nhưng điều tôi yêu cầu các đồng minh làm là cam kết làm điều đó trong những năm tiếp theo.
chúng tôi phải duy trì ít nhất mức hỗ trợ này mỗi năm trong thời gian cần thiết. Bloomberg dẫn các nguồn tin cho hay đề xuất mới nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ hầu hết các đồng minh. Dù Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã yêu cầu đất nước của ông có thể từ chối bất kỳ sự hỗ trợ sâu sắc nào dành cho Ukraine. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với động thái được tiết lộ nói trên của NATO. Ngày 7 tháng 6, trong bài phát biểu tại buổi họp báo ở Bruxelles, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu EC Anna Pistorino cho biết Ukraine và Moldova đã đáp ứng tất cả các tiêu chí cần thiết để chính thức bắt đầu đàm phán về tư cách thành viên Liên minh châu Âu EU. Bà Pistorino cho hay, chúng tôi xác nhận rằng tất cả các điều kiện đã được hai nước đáp ứng đầy đủ. Hiện tại, quyền quyết định nằm trong tay các quốc gia thành viên, họ sẽ phải thông qua khuôn khổ đàm phán. Theo quan chức EC, sau khi quá trình trên hoàn thành, Chủ tịch EU sẽ triệu tập một hội nghị liên chính phủ để chính thức đánh dấu bắt đầu đàm phán về việc kết nạp Ukraine và Moldova. Bà Pistorino nhận định, Kiev đã đáp ứng tất cả các điều kiện, bao gồm cả những điều kiện do Hungary đặt ra liên quan đến việc bảo vệ quyền của các dân tộc thiểu số. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán về tư cách thành viên EU của Kiev sẽ được các nước thành viên khởi động vào cuối tháng này. Tờ Politico trước đó đưa tin, EU dự định khởi động các cuộc đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova vào ngày 25 tháng 6 sắp tới, vì Hungary sẽ đảm nhận chức chủ tịch hội đồng EU ngày 1 tháng 5. Hungary, quốc gia duy trì mối quan hệ nồng ấm với Nga, nhiều lần lên tiếng chỉ trích nỗ lực trở thành thành viên của Ukraine. Tại cuộc họp thượng đỉnh ở Bruxelles giữa tháng 12 năm ngoái, các nhà lãnh đạo EU đã quyết định bắt đầu đàm phán với Ukraine và Moldova về việc gia nhập liên minh. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU vài tuần sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2, 2022, và nước này được cấp tư cách ứng cử viên 4 tháng sau đó. Trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga vẫn là một trong những nước tham gia chính trong thương mại thế giới trong bối cảnh gặp phải mọi trở ngại và lệnh trừng phạt. Ông Putin khẳng định, bất chấp mọi trở ngại và lệnh trừng phạt bất hợp pháp, Nga vẫn là một trong những nước tham gia chủ chốt trong thương mại thế giới và đang tích cực phát triển hợp tác về hậu cần và địa vị. Do đó, mối quan hệ của chúng ta với các nước châu Á đang được tăng cường. Sự phát triển của các thị trường mới đòi hỏi những kết nối giao thông mới. Ông Putin gọi việc phát triển mạng lưới đường sắt phía đông là một trong những nhiệm vụ chính của Nga. Nhà lãnh đạo Nga nói, ở hướng đông, hướng tới Trung Quốc và các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, dự án chính đối với chúng tôi là phát triển cái gọi là tuyến đường sắt phía đông. Đến năm 2030, công suất của tuyến đường sắt phía đông sẽ tăng lên 210 triệu tấn, và đến năm 2032 sẽ tăng lên 270 triệu tấn. Tổng thống Putin cho biết, các quốc gia thân thiện với Nga chiếm 3/4 thương mại của nước này, và Nga cũng đảm bảo sự cân bằng lợi ích của tất cả những nước tham gia thương mại với Liên minh Kinh tế Á-Âu. Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh, sự chú ý đặc biệt cũng sẽ được dành cho hướng phía Nam, các kế hoạch phát triển hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam, cũng như hành lang theo hướng Azov, Biển Đen đã được thông qua. Tổng thống Nga cũng khẳng định, Nga sẵn sàng đề xuất quan hệ đối tác công nghệ toàn diện với các nước khác. Ông Putin tự hào về nền kinh tế Nga đang phát triển nhanh hơn so với các cường quốc toàn cầu khác và đang phát triển mà không phụ thuộc vào dầu khí. GDP của Nga đã tăng 3,6% vào năm ngoái, phục hồi sau mức suy thoái 1,2% trong bối cảnh các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine vào năm 2022. Trong quý đầu tiên của năm 2024, mức tăng trưởng GDP đạt 5,4%, vượt qua mức trung bình thế giới. Tổng thống Nga cam kết những thay đổi cơ cấu quan trọng để đạt được chất lượng và nội dung mới của tăng trưởng kinh tế. Xu hướng này phần lớn bắt nguồn từ các ngành công nghiệp, không dựa vào tài nguyên. Theo nhà lãnh đạo Nga năm 2023, trên 40% tăng trưởng GDP đến từ các ngành cơ bản như sản xuất, xây dựng, hậu cần, truyền thông và nông nghiệp, trong khi khoảng 60% là từ các ngành hỗ trợ như thương mại, khách sạn và dịch vụ tài chính. Nga đã đặt mục tiêu gia nhập 4 nền kinh tế lớn nhất toàn cầu và dường như đã đạt được điều này. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, công bố tuần trước, Nga hiện được xếp hạng là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới dựa trên sức mua tương đương, vượt qua Nhật Bản và Đức. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng điều quan trọng hiện nay là đảm bảo tốc độ tăng trưởng cao và chất lượng tăng trưởng trong dài hạn để duy trì vị thế của Nga. Nhiều nhà phân tích cho rằng sự tăng trưởng kinh tế ổn định của Nga trước những thách thức này là nhờ việc nước này chuyển hướng sang các thị trường ở châu Phi, Trung Đông và châu Á, cũng như những thay đổi tài chính được các cơ quan tài chính của nước này áp dụng. Hồi tháng 4 năm nay,
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết họ kỳ vọng nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng nhanh hơn tất cả các nền kinh tế tiên tiến vào năm 2024. Theo dự báo của tổ chức này, GDP của nước này được dự báo sẽ tăng trưởng 3,2%, vượt tốc độ tăng trưởng dự kiến của Mỹ 2,7%, Anh 0,5%, Đức 0,2% và Pháp 0,7%.